cho nó cắm. Với cặp này thì hiện tại là dòng bass 40 được thiết kế với dòng loa rất nhiều đường tiếng với cấp trung 20. Đi kèm ở đây sẽ có một cặp hiệu chép thể hiện giải siêu chép cao. Ở đây cái bản này thì là bản thiện phiên bản xuất châu Âu, màu sắc rất đẹp và sang trọng, cái màu vân gỗ óc chó và màu xanh ở đây. Cái bản là phiên bản xuất châu Âu nên là bản này của anh rất uy lực, ba phiên bản tầm dòng. Em đang dùng một con đẩy D500 Pro kết hợp với con vàng 6G. Ở đây thì nó sẽ đồng bộ toàn bộ thiết bị WeWord hết, như con súp S1500 này, đẩy D500 Pro và vàng 6G và một cặp loa VK720. Ở đây thì các khách hàng đến chỗ em là anh Quang. Anh Quang mình ở Hà Nam, anh lấy cho mình một bộ rồi, và hôm nay là tiếp tục lên lấy thêm một bộ nữa. Rất cảm ơn anh Quang với cấu hình combo OK mà anh đã lựa chọn. Lần trước anh lấy cấu hình là loa đồng nhỉ, lần này là không. Đối với những cấu hình mà chúng ta bác khách hàng quay lại với em với lần hai thì rất là cảm ơn vì khẳng định chất lượng của sản phẩm rồi. Xin mời em thưởng thức một ảnh nghe nhạc câu lời. Đầu tiên là cái con tan 6G có điều khiển remote của mình đi kèm để chúng ta về chỉnh.